Sau những khó khăn ban đầu trong việc tìm chỗ đứng ở Arsenal, lúc này William Saliba đang là trụ cột trong cuộc cách mạng tại Arsenal. Erling Haaland tăng tốc, sẵn sàng vuốt văng đối phương và đón đường chuyền của đồng đội như bình thường anh vẫn làm. Nhưng mọi chuyện đã không như ý muốn của tiền đạo người Na Uy. Anh bị chặn lại, ngã sóng xoài xuống sân và Manchester City bị chặn đứng một đường tấn công. Đó là những gì đã diễn ra ở phút 38 cuộc đối đầu giữa Arsenal và Manchester City ở vòng đấu thứ 8 vừa qua. Và người đã chặn đứng Haaland lại, không ai khác, chính là William Saliba. Trung vệ người Pháp đã có một ngày thi đấu hoàn hảo. Không chỉ khóa chặt mũi nhọn bên phía Manchester City, anh còn thắng toàn bộ các tình huống tranh chấp tay đôi. Nói cách khác, Saliba như một pháo đài không thể nào xuyên thủng ở hàng phòng ngự Arsenal. Đã có một thời kỳ khi Arsene Wenger còn tại vị, Arsenal rất ưa chuộng các cầu thủ người Pháp. Thierry Henry, Robert Pires, William Gallas, Samir Nasri là một số cái tên nổi bật có thể kể ra. Saliba đã yêu Arsenal từ những người Pháp trong đội hình như thế. Thời gian trôi qua, Wenger đã chia tay đội bóng chủ sân Emirates, mối liên kết với những người Pháp ở Arsenal cũng giảm dần. Hiện tại, Saliba là cầu thủ duy nhất tới từ xứ sở lục lăng ở, pháo thủ, thời điểm hiện tại, và ở góc nhìn nào đó, việc anh trở thành trụ cột đội bóng đang giữ cho sợi dây liên kết ấy không bị đứt đoạn. Gia nhập Arsenal trên giấy tờ vào năm 2019, chính thức đến đội bóng vào năm 2020 nhưng phải đến mùa giải năm 2022-2023, Saliba mới bắt đầu xây dựng được chỗ đứng của mình sau những mùa giải liên tục bị đem cho mượn. Nhưng đến những nơi mà anh có cơ hội ra sân thường xuyên hơn cũng là cách để anh có thể phát triển. Và sự phát triển đó đã diễn ra tốt đẹp. Sau một mùa giải năm 2021-2022 ấn tượng trong màu áo Marseille, Saliba được bầu chọn là cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa và có mặt trong đội hình tiêu biểu của giải đấu. Đó chính là mấu chốt cho sự trở lại Arsenal với một tâm thế khác. Lúc này, anh đã nhiều kinh nghiệm hơn, chuyên môn đã tốt hơn và sẵn sàng nâng cấp bản thân dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta. Tôi trở lại Arsenal để khẳng định bản thân. Như mọi người đều biết, trước đây tôi không được thi đấu. Vì thế với tốt hơn là tôi nên rời đi. Tôi là cầu thủ trẻ và việc được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, phạm những sai lầm và học hỏi là điều tốt. Nếu không được thi đấu, tôi chẳng thể nào tiến bộ được. Vì vậy, một năm rưỡi tạm rời khỏi Arsenal là điều tốt với tôi. Khi trở lại, tôi đã mạnh mẽ hơn và có những tham vọng mới, trung vệ người Pháp chia sẻ. Saliba từng tiết lộ rằng anh theo dõi mọi trung vệ hàng đầu thế giới để học hỏi, đặc biệt là Virgil van Dijk. Thời điểm trước khi dính chấn thương dây chằng chéo trước ở mùa giải năm 2020 đến năm 2021, van Dijk trải qua quãng thời gian đạt đến đỉnh cao phong độ của mình với sự toàn diện đáng kinh ngạc. Trung vệ người Hà Lan có thể lực mạnh mẽ, sự nhanh nhẹn, khả năng phán đoán nhạy bén, những đường truyền dài chính xác cùng phẩm chất thủ lĩnh. Saliba hoàn toàn có khả năng tái hiện những gì van Dijk đã làm được trên sân cỏ nước Anh, thậm chí là ở quãng thời gian sự nghiệp sớm hơn. Ở tuổi 22, trung vệ người Pháp đã có sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc trong những pha xử lý với bóng khi bị pressing và sự mạnh mẽ với những tình huống tranh chấp tay đôi. Mùa giải năm 2022 đến năm 2023, Saliba đã chính toàn bộ trận đấu của Arsenal ở Premier League trước khi phải ngồi ngoài trong phần còn lại của mùa bóng sau chấn thương vào ngày 16 tháng 3. Trong khi đó, ở mùa giải này, cầu thủ 22 tuổi vẫn chưa bị đối phương dê bóng qua lần nào trong toàn bộ 8 vòng đấu đầu tiên của Premier League. Cuộc cách mạng đầy kiên định của Mikel Arteta và ban lãnh đạo Arsenal đang giúp họ tận hưởng ngày càng nhiều trái ngọt mà Saliba chính là một trong những hạt nhân trong đó. Sự trưởng thành của Saliba góp phần giúp Arsenal có một cặp đôi trung vệ ăn ý đến mức Mikel Arteta gọi sự kết hợp giữa Saliba và Gabriel là cuộc hôn nhân hạnh phúc. Bản thân các đồng đội cũng đang nhìn cựu cầu thủ Saint-Étienne như một gương mặt đáng tin cậy. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về William Saliba, Oleksandr Zinchenko không ngần ngại khẳng định như một chiếc Rolls Royce. Quá giỏi, tôi rất yêu quý cậu ấy. Phải thành thật là tôi không biết cậu ấy trước khi tôi đến Arsenal. Nhưng khi quan sát cậu ấy trong các buổi tập, tôi phải thốt lên, gã này là ai? Sau đó, trong trận đấu giao hữu với Chelsea trước mùa giải, cậu ấy không mắc một lỗi nào. Anh chàng này chưa bao giờ phạm sai lầm. Sau đó, cậu ấy ghi bàn bằng chân trái vào lưới Bournemouth. Lúc đó, tôi ôm đầu, quỳ sụp xuống vì nhận ra gã này có thể làm được mọi thứ. Lúc này, William Saliba đang trên đường trở thành thần tượng ở sân Emirates. Các cổ động viên Arsenal đã có bài hát dành riêng cho cầu thủ người Pháp. Và rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ Saliba chinh phục cùng pháo thủ.